tại vì đặc tính là các thể đó nhạt như nước ốc thì nước ốc là thuộc tính của chúng ta. Mình sẽ giúp định hình đến những tư tưởng cho ta đấy. Khi mà chúng ta có thể đến một cái tính thì thôi, chúng ta cũng không muốn là chúng ta sẽ đi theo cái hướng mà rất là trẻ, mà ngày mình sinh ra trong một gia đình cũng truyền thống, ngay trong cái quan niệm của ông bà của gia đình luôn luôn đã biết không được sống cái nghề này đâu, thì muốn đem cái nỗi sợ hãi để dọa cô bé này, cô trong đó thì lập gia đình như vậy thì mới là một cái phụ nữ. Con cò Betty nó đậu cành to, đi không hỏi cụ biết đi đằng mò. Đúng rồi, nào cún hát xem nào, để cún hát đi như nào. Được. Ta thương